Đang dẫn dắt câu lạc bộ BKMX Bình Dương vào thời điểm này sau những biến động về mặt thượng tầng. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Hải Phòng gặp BKMX Bình Dương trong khuôn khổ vòng đấu thứ 7 của giải bóng đá vô địch quốc gia World Cup 247/2019 đã được bắt đầu. Khá hay. Tình huống vào là của Lê Phạm Thành Long. Không được. Cú đá là của Iro Fagan. Mbappe. Đó là một tình huống người móc bóng dứt điểm về khung thành của thủ môn Bùi Tấn Trường. Thêm một quả tạt nữa. Đánh đâu? Cơ hội dành cho anh Đức. Chân trái. Vào. BKMX Bình Dương đã có bàn thắng dẫn trước. Pha dứt điểm cực kỳ quyết đoán từ góc đẹp của anh Đức. Quyết định tung ra cú dứt điểm một chạm và mang về lợi thế cho BKMX Bình Dương. Đã chéo góc, đã hạ gục được thủ môn rất xuất sắc ở những vòng đấu vừa qua, đó là Văn Toàn. Hãy cùng xem lại tình huống này. Không quay theo kèm đối với anh Đức cả. Các trung vệ của câu lạc bộ Hải Phòng đã bị hút về hướng di chuyển của Victor Mansari và cả Sumeko nữa. Cú đá đập đất đánh bại thủ môn Văn Toàn thuộc về anh Đức, đội trưởng của BKMX Bình Dương. Anh Đức. Tuyến hai là Raboli. Cú đá đã không thể vượt qua được đôi tay của thủ môn Văn Toàn. Chưa đủ mạnh và chưa đủ khó. Như vậy là câu lạc bộ Hải Phòng sẽ đứng trước cơ hội có được bàn thắng xong tỷ số khi mà trọng tài Nguyễn Đình Thái đã chỉ tay vào chấm phạt 11m. Bóng chạm tay của Thanh Long trong khu vực 16m50. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi tình huống đá phạt 11m này của Diego Fagan. Fagan và Bùi Tấn Trường rất căng thẳng. Fagan đã đánh lừa được thủ môn Bùi Tấn Trường và tỷ số được san bằng 1-1. Chúng ta sẽ cùng xem lại một lần nữa quả đá phạt 10m của Diego Fagan. Đặt lòng chuẩn xác đánh lừa được thủ môn đối phương. Hoàng Nam. Đường Hoàng Nam hơi chậm. Fagan không có quý vị. Chân trái. Không vào. Quá đáng tiếc cho đội trưởng của câu lạc bộ Hải Phòng. Hãy cùng xem lại pha phối hợp vừa rồi. Không chịu bóng một nhịp, xoay người dứt điểm. Bóng đi chạy cầu dọc một chút thôi. Mbappe. Jose Mbappe. Đó là tiếng dứt điểm rất nguy hiểm. Bóng đi vào góc tương đối khó, nhưng đó là một tiếng phản xạ tốt của Bùi Tấn Trường. Khá nguy hiểm. Bàn thắng thứ hai dành cho BKMX Bình Dương. Đó là một pha phối hợp rất cơ bản của các cầu thủ khách. Ta sẽ cùng xem lại quả tạt của Rabu Ali. Bật nhảy và dứt điểm rất cơ bản. Động tác của Đoàn Tuấn Cảnh và anh đã bùng nổ cảm xúc khi cởi áo ăn mừng bàn thắng của riêng mình. Không có cơ hội cho thủ môn Văn Toản ở tình huống này. Đã có bàn thắng được ghi ở trong hiệp 2 và nó đang mang lại nỗi buồn cho các cộng viên của đội chủ nhà. Rất căng thẳng đối với đội chủ sân Lạch Tray. Quốc Trung. Khá nguy hiểm. Mbappe. Hai đều cho cầu thủ Hải Phòng. Mbappe không ở vào thế việt vị theo nhận định của trợ lý trọng tài và anh đã không bỏ lỡ cơ hội. Bàn thắng thứ 3 cho Jose Mbappe ở mùa giải năm nay. Bàn thắng thứ 2 liên tiếp của cá nhân anh trên sân Lạch Tray ở hai trận đấu liên tiếp trên sân nhà. Thời gian đá bù giờ cuối bài chỉ là 3 phút. Jose Mbappe không hề việt vị. Bàn thắng thứ 3 của Jose Mbappe ở trong mùa giải V-League hiện tại rất quan trọng. Cả hai bàn thắng gần nhất của Jose Mbappe trên sân nhà đều là những tình huống san bằng tỷ số cho câu lạc bộ Hải Phòng. Fagan! Bay! Mọi thứ thay đổi quá nhanh và Hải Phòng thì đang nắm chắc cơ hội có được cho vẹn 3 điểm.
quá bất ngờ, hết sức bất ngờ và kịch tính. Bàn thắng thứ năm được ghi trên sân vận động Lạch Tray. Fagan, đội trưởng của câu lạc bộ Hải Phòng, với cú đúp ở trong trận đấu này không mắc một sai lầm nào khi đối mặt với thủ môn Bùi Tấn Trường. Không may hơn so với đối thủ nhưng khá may mắn. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng này. Không có ai theo kèm, đầy đủ thời gian chỉnh bóng trước khi tung ra cú dứt điểm. Bàn thắng thứ ba dành cho đội chủ nhà, và họ đang lội ngược dòng để có thể hướng tới 3 điểm trọn vẹn. 3-2. Không ai nghĩ tới kết quả này khi mà BKMX Bình Dương vươn lên dẫn 2-1 ở phút thứ 85. 3 phút đá bù giờ đã hết. F3D. Trận đấu vẫn còn chưa kết thúc. Văn Toản đã băng ra kịp thời, và đó có lẽ là tình huống bóng cuối cùng của trận đấu này. Hải Phòng có 3 điểm trọn vẹn ở vòng đấu thứ 7 bằng một kịch bản kịch tính bất ngờ hơn bao giờ hết. Hai bàn thắng chỉ trong vòng có 3 phút cuối trận giúp cho có được 3 điểm trọn vẹn ở vòng đấu thứ 7.